Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn, là con trai của Hakalia và Sedekia, Seraya, Asaria, Jeremi, Phasura, Amaria, Mankia, Hattuk, Shebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginethon, Baruch, Mesulam, Abia, Miyamin, Maasia, Bingai, Shemaya. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Lê-vi là Yeshua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mi-en và các anh em của họ, Shebania, Hodia, Kelita, Belaya, Hanan, Miche, Rehob, Hashabia, Sakua, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharos, Phabat Moab, Elam, Sactu, Bani, Buni, Agag, Bebai, Adonia, Biết-vai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hashum, Besai, Harib, Anatot, Nibai, Mac-bi-ach, Mesulam, Hesia, Meshesabeen, Sadok, Yadua, Phelatia, Hanan, Anaya, Oshe, Hanania, Hashub, Halohet, Bila, Shobek, Rehum, Hashabna, Maaseya, Ahiya, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại, những thầy tế lễ, người Lê-vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình, mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ làm theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng lệ luật và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng, nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào, dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua. Và qua năm thứ bảy, chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy lệ, buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 siết lơ dùng về công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân, về của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày Sa-bát, trong ngày mồng 1 và trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê-vi và dân sự khác bắt thăm về việc dân củi lửa đặng mỗi năm theo kỳ nhất định tùy nhà tổ phụ mình, mà đem những củi đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va, lại chiếu theo luật pháp đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi hoặc chiên hay bò đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi, mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu, mà giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 huê lợi đất của chúng tôi
thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của A-rôn sẽ đi với người Lê Vi. Khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 của trong thuế 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Chương 11. Các quan trưởng của dân sự đều ở tại Jerusalem, còn dân sự khác thì bắt thăm để cho 1/10 người của chúng đến ở tại Jerusalem là thành thánh, và 9 người kia thì ở trong các thành khác. Dân sự chúc phước cho các người nam nào tình nguyện ở tại Jerusalem. Và đây là những quan trưởng hàng tỉnh ở tại Jerusalem. Nhưng trong các thành Juda, ai nấy đều ở trong đất mình, tại trong bổn thành của mình. Ấy là dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê-vi, người Nethinim và con cháu của các tôi tớ Salomon. Có mấy người Juda và người Benjamin ở tại Jerusalem. Về người Juda có Athaya, con trai của Usia, cháu của Sachari, chắt của Amaria, chít của Sephatia. Sephatia là con trai của Mahalalel, thuộc về dòng dõi Phê-rết. Lại có Maaseya, con trai của Baruch, cháu của Côn-hô-xê, chắt của Hasaya, chít của Adaya. Adaya là con trai của Yoyarib, cháu của Sachari, về dòng dõi Siloni. Các con cháu của Phê-rết ở tại Jerusalem là 468 người mạnh dạn. Về người Benjamin có Salu, con trai của Mesulam, cháu của Yoed, chắt của Phedaya, chít của Kolaya. Kolaya là con trai của Maaseya, cháu của Ethien, chắt của Esai. Và sau người có Gabbai và Salai, cùng 928 người. Yoen, con trai của Siri, làm quan trưởng của chúng. Còn Juda, con trai của Hasenua, làm phó quản thành. Trong những thầy tế lễ có Jedaya, con trai của Yoyarib, Yakin và Seraya, con trai của Hinkia, cháu của Mesulam, chắt của Sadoc, chít của Merayot. Merayot là con trai của Ahitub, là quản lý đền của Đức Chúa Trời, cùng các anh em họ làm công việc của đền là 822 người. Lại có Adaya, con trai của Jeroham, cháu của Phelalia, chắt của Amsi, chít của Sachari. Sachari là con trai của Phasurơ, cháu của Mankiya, cùng các anh em họ đều là trưởng tộc, số là 242 người. Cũng có Amasai, con trai của Asaren, cháu của Aksai, chắc của Mesilemot, chít của Ime và các anh em họ, đều là người mạnh dạn và can đảm, số được 128 người. Sabdien, con trai của Gedolim, làm quan trưởng của chúng. Trong người Lê-vi có Shemaya, con trai của Hasub, cháu của Ariham, chắc của Hasabia, chít của Bunni. Trong các trưởng tộc người Lê-vi có Sabethai và Yosabat, được cắt coi sóc công việc ngoài của đền Đức Chúa Trời. Còn Mattania, con trai của Miche, cháu của Sabdi, chắc của Asap, làm đầu về việc hát lời khen ngợi trong lúc cầu nguyện, cùng bác Bukia là người thứ nhì trong anh em mình, và Abda, con trai của Samua, cháu của Gala, chắc của Yeduthun. Hết thảy người Lê-vi ở trong thành thánh được 284 người. Những kẻ canh giữ cửa là A-cúp, Tanh-môn và các anh em họ được 172 người. Các người Israel khác, những thầy tế lễ và người Lê-vi đều ở trong các thành của xứ Juda,
mỗi người trong cơ nghiệp mình. Người Nethinim đều ở tại Ophên, Siha và Gitba làm quan trưởng của người Nethinim. Uzi, con trai của Bani, cháu của Hashabia, chắc của Mattania, chít của Miche về dòng dõi Asaph, là kẻ ca hát, được đặt cai trị người Lê-vi tại Jerusalem, lo làm công việc của đền Đức Chúa Trời. Vì có lệnh vua truyền về việc của chúng và có một phần lương định cấp cho những kẻ ca hát, ngày nào cần dùng theo ngày nấy. Phê-tha-hia, con trai của Mê-sê-sa-bê-ên về dòng Sê-ra, là con của Giu-đa, giúp vua cai trị mọi việc dân. Còn về các hương thôn và đồng ruộng của nó, có mấy người Giu-đa ở tại Kiriat Araba và trong các làng nó, tại Dibon và các làng nó, tại Giê-cáp-sê-ên và các làng nó, tại Giê-xua, Mô-la-đa, Bết-phê-lê, Hát-sa-su-anh, Bê-e-xê-ba và trong các làng nó, tại Siết-lạc, Mê-cô-na và trong các làng nó, tại En-ri-môn, Sô-ra, Giạc-mút, tại Sa-no-a, A-du-lam và các làng nó, tại trong La-ki và các đồng ruộng nó, trong A-sê-ca và các làng nó. Vậy, chúng ở từ Bê-e-xê-ba cho đến trũng Hinnom. Người Benjamin cũng ở từ Gê-ba cho đến Mít-ma, A-ya, Bê-tên và các làng nó, và ở tại Anatot, Nob, Anania, Hát-so, Rama, Gi-tha-im, Hadid, Sê-bô-im, Nê-ba-lát, Lô-đơ và Ô-nô, tức là trũng của các thợ. Từ trong các người Lê-vi, có mấy bang ở Giu-đa hiệp với Ben-gia-min. Chương 3. Vậy, nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước, anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Grec hoặc người Giu-đa, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tối mọi hoặc người tự chủ. Nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Vậy, anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, hãy mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình,
y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Hỡi kẻ làm cha, chớ hề chọc giận con cái mình, e chúng nó ngã lòng chăng. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mắt họ, như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa, hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. Vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tây vị ai hết. Chương 4. Hỡi người làm chủ, hãy lấy điều công bình chánh trực đãi tôi tớ mình, vì biết rằng anh em cũng có một chủ mình ở trên trời. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Tychicơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, để báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, đặng người yên ủi lòng anh em. Kẻ cùng đi với người là Onesim, anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi, tức là người đồng xứ với anh em vậy. Hai người đó sẽ nói cho biết hết mọi điều xảy ra ở đây. Aristarch là bạn đồng tù với tôi, gửi lời thăm anh em. Mark, anh em chú bác với Banaba cũng vậy. Về Mark, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi. Nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. Giêsu gọi là Giúp Tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc. Và các người ấy là một sự yên ủi lòng tôi. Ephapra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, có lời chào anh em. Người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì tôi làm chứng cho người rằng, người làm việc rất là khó nhọc vì anh em, lại vì người Laodice và người Hierapoli nữa. Luca là thầy thuốc rất yêu dấu, chào anh em. Dema cũng vậy. Hãy chào các anh em ở Laodice và Nympha cùng hội thánh nhóm trong nhà người. Anh em đọc thơ này rồi, hãy đưa cho hội thánh Laodice đọc với. Anh em cũng phải đọc thơ ở Laodice gửi đến nữa. Rốt lại, hãy nói với Achip rằng, hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Chính tay tôi, Phaolô, viết chào thăm anh em. Hãy nhớ về xiềng xích của tôi. Nguyện xin ân điển ở cùng anh em. Thi thiên thứ 7. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi nương náu mình ở Ngài. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ rượt đuổi tôi và thoát giải tôi. Kẻo kẻ thù nghịch xé tôi như con sư tử và phân tôi từ mảnh không ai giải cứu cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhược bằng tôi đã làm điều ấy và có sự gian ác nơi tay tôi. Nếu tôi đã trả ác cho người ở hòa hảo cùng tôi và cướp lột kẻ hiếp tôi vô cớ, thì đáng cho kẻ thù nghịch đuổi theo tôi kịp, giày đạp mạng sống tôi dưới đất và làm rạp vinh hiển tôi xuống bụi đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nổi thịnh nộ mà trỗi dậy, hãy giấy nghịch cùng sự giận hoảng của kẻ hiếp tôi. Khá tỉnh thức mà giúp đỡ tôi. Ngài đã truyền định sự đoán xét rồi. Hội các dân tộc sẽ vây phủ tứ phía Ngài, còn Ngài vì chúng phải trở lên cao. Đức Giê-hô-va đoán xét các dân,
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi và theo sự thanh liêm ở nơi lòng tôi. Ồ, Đức Chúa Trời công bình là đấng dò xét lòng dạ loài người. Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, xong hãy làm cho vững vàng người công bình. Đức Giê-hô-va là cái khiên tôi, Ngài là đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng. Đức Chúa Trời là quan án công bình. Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Nếu kẻ ác không hối cải thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm. Ngài đã dương cung mà chực cho sẵn, cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết và làm những tên Ngài phừng lửa. Kìa, kẻ dữ đang đẻ gian ác, thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa và sinh điều dối trá. Nó đào một hố sâu nhưng lại té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó, và sự hung hăng nó giáng trên trán nó. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là đấng chí cao. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.